បាទជំរាបសួរបងប្អូនខាងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការបញ្ចូលផលរបស់ប្រាក់គូវតាណាតែយើងបញ្ចូលផលមិនចាំតែការស្រីប្រត់ខាងនេះឲ្យវាធូរអស់សិនធូរអស់ប្រត់ខាងក៏មកទៀតស្រីប្រត់ខាងស្ដាំនេះធូរអស់ណាបាទតែបានធូរអស់ហើយតើបានធូរអស់ហើយយើង យើងអាចអាចប្រឆេះត្រាក់ទ័រហើយរយ៉ាយមកក្រោយមកបាទរយ៉ាយមកក្រោយរយ៉ាយមកក្រោយដោយឲ្យខាងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះខាងឆ្វេងនេះចូលខាងឆ្វេងនេះចូលនៅកន្លះខាងខាងខាងឆ្វេងនេះដែរបាទចូលមកបាទចូលមកតបចូលមកចូលម្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវម៉េចបាទយើងបញ្ចូលឥឡូវនេះបាទចូលឡើងមួយនេះ ចូលឡើងមួយនេះតើចឹងដងកដាលនឹងមកចូលនឹងនៅកន្លែងនេះបាទចូលនៅកន្លែងនេះមុនបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតបានណានេះវារហូតមុននេះមុនយើងអញ្ញាគឺយើងអញ្ញាមកត្រូវនឹងរន្ធនេះហើយជិះបន្តែ២ខាងត្រូវណាក្បែរត្រូវហើយឲ្យវាចូលនៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាជិតខាងត្រូវហើយជិតប្រហោងត្រូវណាអញ្ចឹងយើងធ្វើមកទៀតយើងធ្វើមកទៀតយើងធ្វើការសរេហ្នឹងអាដងកដាលនេះដើម្បីលៃតម្រូវឲ្យប្រហោងនេះឲ្យត្រូវនឹងកន្លែងនេះបាទត្រូវ
nằm ở miền bon khác cướp vật vào chỗ nó cứ sợ qua sợ đại chẳng hạn mà miền này chán lơ cái nó ngọt tâm tao thì đang đi miền buồn vào chỗ phàn buồn vào chỗ nó cứ dừng sợi prot sang hàng áo mau nè sợi prot sang hàng áo mau hay dừng vào chỗ thì mỗi dừng dài tạ tơ dài tạ tơ mà dài tạ tơ dưới áo chỗ nó nè anh ấy chỗ mà bờ lan ấy hàng tám clean nó chỗ mà hàng tám này cứ hàng chuối này bắt chôn mà hàng chuối nó chôn mà nhóc bắt đầu mất nhóc hàng chuối luôn nhóc hàng chuối nhóc giờ ạ biết nhóc mà hàng chuối mất mà ạ biết bị nhóc không nhóc không mà nhóc mà hói bàn dướng là mày tiết bàn dướng bắt chôn prọt cả đàn mà prọt cả đàn ấy prọt ấy bàn chôn máu đắng mà đi mà chôn máu hết cho mày tiết chôn mà hái dướng tôi phải chôn nó ở cả lá khăn làm ở đâu và thằng nắm thằng nắm được cá dương giá nó việc khô rất là dương dương thơm mát dương sợi này lấy đầm rau sợi bọt đá lấy đầm rau và hấu khăn thằng này còn tại bữa thân cả đây việc tháo lực lực tiếp dương ai sợi đòn này một điện này sợi đòn này một điện sợi tẩn lẹ rồi còn lực lực một lực cao đó cứ nói chuyện nội năng bạn chúng để trong cái can sợi phá cứ tính được lấy miền phần nào ấy phần thân về còn còn lại sợi thừa tam cái nhóm của bạn group sợi đó bao trả tờ cụ ta được có trả tờ sợi giờ học xây bàn bạn chúng là phù hợp vì đó nó miền nào phần nào ấy bạn sống ở quần mình không tham bằng phố nâng thừa bàn làm đầu được học nghĩa để tôi là cam chỗ thảo này không đài bạn sống ở quần.